hit me. Hello, thì chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ lựa chọn cái bộ trang phục B để chơi chị nữ chủ tế đi. Mấy bữa nay toàn tím rồi vàng, nhìn cũng chán đúng không? Nữ chủ tế có rất là nhiều bộ trang phục B cũng rất là xinh xẻo. Mà đa số là mình thấy mấy cái bộ màu trắng đen là đẹp. Như là có cái bộ Halloween nó nhìn cũng rất là xinh. Nhưng bộ này hình như là nằm trong cái đợt cầu của Joseph thì phải, không nhớ rõ lắm. Chủ tế là một nhân vật rất là dễ chơi và hầu như là mình thấy tỷ lệ cao là ai cũng pick ở trong trận đấu ấy. Nhưng mà map rộng thì hẳn dùng, chứ map bon bon, map mà bé quá thì cũng không nên. Ở trong đó chơi đi, đừng có đuổi mình. Thôi đừng. Ui, con này nó ghê quá đi. Mình không đảo cam cái là bắt đầu khổ rồi đó. Gì vậy? Thanh niên hư đốn của năm. Phá ván đi má. Bạn này hư ghê á. Tôi mà mang nhánh 9 thì ông chết với tôi. Ủa, phá ván đi. Không phá luôn. Bạn này nghĩ mình chắc là nửa máu rồi nên chẳng cần phải làm thiết, phải làm cái gì hết trơn. Ui giời. Ui. Ui. Hãi vãi. Bây giờ là phải để vòng, nhưng mà vẫn phải dùng ấy. Ui rồi, ở bên đấy chơi đi. Sợ kinh khủng luôn. Thật sự là có một cái câu rất là hay. Chủ tế mà hết vòng là coi như hết thời. Bởi vì là phải nhây chay á mọi người. Các bạn biết rồi đó. Sợ lắm luôn. Biết là có rất là nhiều cái hunter trị được nữ chủ tế. Nhưng mà bon bon bạn thấy rồi. Ngay cả bác sĩ cũng chả làm được cái gì. Ui, nó ném bom nhìn. Ui. Trời đất ơi, trời ơi. May mà có cái nhánh chạy ván không là chết mất. Thế rồi mình gồng không nổi nữa rồi đó. Á à. Ui. Ê, được 3 máy rồi này. Yeah. 44. Có chết mình rồi. Ôi giời ơi, không đào cam gì hết trơn á. Cái trang phục này, cái nón nhìn mắc cười nhỉ. Cứ giống y như là xịt sơn lên, nó cứ bóng bóng bẩy bẩy kiểu gì. Ơi, cứu mình nào mấy bạn ơi. Chị điều phối ra sân. Ủa, bắn nó đi. Cứu má. Đâu rồi? Cứu. Úi giời ơi. Làm sao ấy. Bây giờ mình muốn binh xin cảm ơn kinh khủng luôn. Có súng thì không bắn. Mà thật sự là mình cũng không biết nó xài cái bổ trợ gì. Nhưng mà cứ bắn đại thì có làm sao đâu. Trời ơi, cứu đi má. Cứ toàn đợi gần nửa xong. Ui giời. Dán kinh khủng luôn. Giờ nó dí mình là mình chết chắc luôn á. Hết vòng rồi, đâu còn gì để chơi đâu. Chết rồi, không chạy được. Ủa, nó mất dấu à? Dại ghê, tự nhiên đập ván xuống. Một bo là mình chết chắc luôn. Chết rồi. Bất lực, chả biết là nói gì luôn. Thành hồn ma rồi, tôi đi ám. Thiệt đã có cái nút nào hủy diệt đồng đội dùm Hunter, Hunter không? Để mình hủy dùm. Chán ghê luôn, để thoát ra ngoài xem chế độ thường. Bà điều phối là hết tự heal rồi, cho nên là bây giờ nó mặc kệ, đâu có thèm quan tâm đâu. Súng co cũng chẳng bắn. Cứu người Bon Bon mà cứ nhây nhây không hiểu luôn. Đã xác định đi cứu Bon Bon hay Galatia là khô máu luôn. Đây cứ nhảy 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 chán gì đâu. Không biết họa sĩ có cai được ra cổng không, thấy lo dùm luôn. Ông này chắc cũng nhánh số 9 đây chứ đâu nè, mình thấy cái tướng đi là biết rồi. Nhờ cửa sổ. Khổ thân, cai ba máy rồi vẫn chết. Chả biết có thắng nổi không. Bạn Bon Bon này ném bom vẻ như là không biết nối. Đâm ra là nó điều phối giữ chinh cái súng luôn. Thiệt sự luôn, chán. Rồi xong. Thôi, có lẽ là mình sẽ chuyển sang video clip khác cho anh em cùng xem nha. Chán quá. Ok, mình đã quay trở lại với trận đấu thứ hai và hy vọng là sẽ vui vẻ hơn tí chứ không quạo như hồi nãy. Hồi nãy đáng gồng đó mọi người, bởi vì nếu mà mình không làm clip là mình sẽ ping xin cảm ơn mà ráng gồng. Thấy ping cũng chẳng có ý nghĩa gì hết trơn, nó chủ yếu là khịa cho tụi nó tức chơi vậy thôi, nhưng mà thực ra thì mình khịa đúng là đâu có sai. Nhưng mà buồn thì vẫn buồn. Và dĩ nhiên là chơi nữ chủ tế thì các bạn nên sửa máy ở những cái khu vực góc map này, hoặc là chọn khu vực trên lầu. Bởi vì là những cái khu vực này tạo vòng xanh nó rất là đơn giản, giống như ban phước cho mấy đứa survival khác vậy đó. Dễ lắm, cực kỳ dễ luôn. Nó xa xôi, nó địa hình chắc chở. Rồi, đến giờ rồi. Bác sĩ đang bị đuổi. Thăm dò đi. Thấy tiền đạo đang ở đối diện cũng không ấy lắm. Ok. Ông đang đào ở đây. Nếu mà cái chế độ này mà có cái mic giống như bên mấy tựa game như là Liên Quân mình hay chơi á, là thôi á, chắc là mình chửi chứ. Vui mà. Bên mấy cái trò chơi MOBA thì thường là, hoặc là những cái trò chơi khác online thì thường chat với nhau, nói chuyện giao tiếp rồi vui lắm. Nhưng mà game này thì mình thấy là tập trung tinh thần rất là cao, thời gian thao tác rồi try Hunter rất là nhiều thời gian đâu mà chat. Bộp nè. Ông thăm dò ông bước sang đây cho hai đứa bị vả hay gì á. Trời ơi, không biết hiểu kịp không nè. Đấy, thăm dò. Ôi. Nhanh lên bạn ơi, mình sợ quá đi. Trời ơi, nó sang rồi. Nhanh kỹ nhá, ngon nhá. Máy nó không gồng mèo lên. Ông thăm dò ông núp kìa. Khổ thân chưa. Ui giời ơi, thăm dò. Ông xin cảm ơn cái gì trời. Nó sang đây ông núp đấy, ông xin cảm ơn bác sĩ là sao? Rồi, may quá, tiền đạo hay quá. Vòng này bạn ơi. Xỉu. Không nọ chơi gặp thăm dò cũng đi núp, gặp An xong rồi thu nhỏ nhây cổng đấy chứ. Chán. Hôm nay gặp ông này xin cảm ơn, chả hiểu luôn. May quá mèo không dính, hên ghê. Bà này bà dùng mèo để cam tiền đạo thôi. Đây để mình cứu cho. Đi giải mã đi mấy chị ơi, để em cứu. Giờ chỉ có mình mới lo được cho bác sĩ thôi. Đấy, qua vòng xanh ngay. Ui dồi, lại dính cái con mèo. Ngon. Được rồi đó. Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Vòng xanh này, vòng xanh này, vòng xanh này. Đúng rồi. Rồi chỉ có mỗi mình Hoan 801 là thương bạn bác sĩ. Nè, thôi rồi, tiêu bạn bác sĩ rồi. Khổ thân chưa, để mình cứu lần hai. Hết vòng mới đau chứ. Hay nhờ, vẫn cứu được. Được đấy, được. Đây để mình gỡ con mèo cho. Rồi. Đuổi tôi đi, Đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Đây đây. Bạn này bạn không thèm phá vòng của mình, cho nên là mình có rất là nhiều cái sân chơi ở đây. Ôi giời. Này. Dính mèo nhưng mà chạm vào được mình không mới quan trọng chứ. Ôi giời ơi. Nữa không? Nữa không? Tức chết, không chịu phá vòng, không chịu phá ván. Lại có vòng rồi nè. Không đuổi nữa thì thôi, đi sửa máy nốt cái máy này là còn một máy. Ui giời, vui phết luôn. Ở những cái giai đoạn từ 2 đến 1 máy là các bạn cần phải để dành vòng nha. Tối đa như là 2 vòng. Xong lát sau hồi còn 3 vòng là vừa. Chứ bạn đừng dùng hết, cuối game rất là cần vòng để chạy đấy. Thấy mấy ông nội đang ở gần đây, heal cho nhanh. Bác sĩ sống sao nó vẫn biết nó dí được. Khổ thân. Rồi, xong đời bác sĩ rồi. Không hiểu luôn. Cà nhây nãy giờ rồi mà vẫn biết hướng nó bắt cho. Tội nghiệp. Không hiểu sao chứ mình thương ai chơi lính thuê vậy là bác sĩ lắm nha. Bởi vì kiểu như mình thích á. Mình mê hai nhân vật này lắm. Với lại mình thấy lính thuê với lại bác sĩ là hai nhân vật đi giải cứu rồi trị thương rất là tốt. Cho nên là mỗi lần mà thấy hai người họ tới cứu hay là trị thương thì cảm giác nó yên tâm, nó yên bình. Nó sống, nó chơi, nó thoải nó cảm giác nó tin tưởng nữa không? Ôi giời ơi, gãy cổ. Tỉnh cầm mờ nó ngủ. Đuổi nữa không chị? Vẫn đuổi. Rồi mình đi, xin phép mình sang đây ha. Xin phép cười nửa miệng. Mèo dính rồi. Mới được 33%. Đừng chị gái ơi. Trời ơi, chỗ này vườn không nhà trống, vườn không đồi chọc một cách dã man luôn. Chỗ đâu mà chơi. Mất dấu. Giờ đi đuổi tiền đạo mới áp chứ. 74 rồi. Ráng lên, sắp nổ máy rồi. Ok, tiền đạo gục phát là nổ máy luôn. Rồi gục đi bạn tiền đạo ơi, để nổ máy. Không giờ ông núp đây à? Để đặt cái vòng đây lát còn chạy. Ui giời ơi, đợi cái ông này ông đứng lên chắc mình chết mất. Nãy tiền đạo bảo tập trung giải mã, chả thấy giải mã gì, cứ núp làm gì không biết. Nếu như mà team mình mà đang cai máy cuối mà binh tập trung giải mã lên vậy là chắc chắn là sẽ nổ rồi đó. Bởi vì họ canh là họ chạy được cho nên họ sẽ chạy rồi, không thoát được rồi. Để mình đi cứu cho. Cố gắng không chửi, cố gắng không chửi. Đa nhân cách vãi. Dịch chuyển đi. Đúng rồi. Thoát nha bạn yêu. Đó, chỉ có Hoan là thương tiền đạo với bác sĩ thôi. Tới ngay, tới ngay. Yes. Yes. Ủa? Không heal à? Ủa, tiền đạo không muốn heal vậy thôi, mình đi sang cổng bên này. Ủa sao không thăm dò không thoát đi, có làm gì đâu, mình ngồi đấy làm gì ta? Ui giời ơi. Thiệt sự luôn, nguyền rủa mấy người cho thăm dò luôn ấy. Chán không tả nổi luôn. Giờ tôi còn đánh 6 để mà cứu. Nó cam rồi, nó không đi luôn. Đó, cho dừa mấy cái đứa nhai cổng. Nó còn mắt đỏ mà còn đi nhây má. Rồi, hết mắt đỏ đi cứu này. Giờ một đứa ở lại thôi. Mình không ở lại thì thăm dò. Một trong hai thôi. Thôi xong. Bộp. Dừa lắm, thiệt. Vũ ca gọi là bye bye mấy đứa nhai cổng. Cô nút. Chán ghê luôn á, thiệt sự luôn.